Xin chào mọi người, hôm nay được nghỉ, thế là mình cùng các bạn nhỏ ra chỗ khu văn hóa thể thao cạnh nhà mình chơi. Ra đây thì các bạn gặp các cây xí hổ hay những cây màu gà ấy, và có những trải nghiệm rất là thú vị luôn. Mời mọi người cùng xem nha. Mọi người chào đã, hay, xin chào mọi người đã nào. Xin chào mọi người, Kem xin chào mọi người đi con. Chị Su kìa. Xin chào mọi người, đây là kênh An Thư Family nha. Chiều nay được nghỉ thế nên là mấy cô cháu, bạn cả đang đi tìm gì đấy? Một hoa. À rồi, ok, để cô đi tìm một thêm một cái cỏ gà để mình chơi cái trò luôn. Đây, ôi trời ơi, đây. Cho con. À, từ từ để cô sẽ đây cô. Bạn cốm, cái này cô cho cải trước vì là bạn cải xin trước đây nhá. Bạn cải rơn cho mọi người xem này. Đâu, bạn cải rơn lên cái cỏ gà này. Bây giờ, rồi, giờ cô sẽ đi tìm cho bạn cốm nào. Bạn cốm ấy nhiều lắm, bạn cốm yên tâm. Một lúc nữa cô sẽ tìm được đầy luôn. Giờ mình sẽ đi tìm cỏ gà để chiến đấu nhá. Đâu, bạn cả đi ra đến trong cái khu này sẽ rất đấy. Nhưng mà cái này hơi bé cốm ạ. Liệu có chiến thắng được không nhỉ cốm nhỉ? Rồi thế giờ bạn cũng bé mà. Rồi ok, thế giờ bạn cốm với bạn cả ra ngoài để chiến đấu nhá. Sau đây là trận combat cỏ gà giữa hai bạn cốm và bạn cả nào. Bạn Kem một không sao, tí về giặt nào. Bạn Kem có con, chơi không? Con chưa tắm. Ừ ok nào, con chưa tắm. Nào. Bạn nào cả đánh trước. Úi giời. Úi giời. Úi giời. Đến Kem. Là đến lượt Kem nè, bạn nào thắng nào. Úi giời. Chưa bạn nào chiến thắng cả. Úi giời, chưa. Nào. Nào. Úi giời ơi, chưa. Đánh mạnh mới được. Chưa. Úi giời. Anh ấy một lần thôi. Ừ một lần thôi. Kem. Ai giả vẫn chưa được. Cuộc Kem to hơn chắc Kem chiến thắng. Chưa, phải mạnh tay mới được nào. Bạn Kem đọc các bạn thế nào. Úi trời ơi, chưa chết. Úi giời. Cuộc Kem gãy rồi. Ây da, chưa chết. Này, chị Su một đây, thêm đây là cô dơ. Rồi, chị Su dơ. Chị Su dơ cỏ gà của chị Su ra đây. Rồi, được rồi, để cô đi tìm tiếp nha. bốn bạn nhà hai quả đâu bốn bạn nhà mình ấy, em nhiều lần. Thì bây giờ mỗi người đánh một lần, chị Su sẽ làm chủ nào. Chị Su lớn hơn nên chị Su sẽ làm quản trò nha. Rồi các bạn chơi đi để mẹ đi kiếm cái khác cho các bạn nào. Cố phải dơ ngang ra như này này. Các bạn phải cầm thật chắc vào. Tại vì thế từ từ chị Su sẽ bảo ai được đập thì cứ lần lượt thôi. Đâu cây sầu hổ là Ừ giờ nó ngủ rồi cô. Ôi nó ngủ rồi. Đâu. Đây cô mới cùng con động vào lá này. Đây cây này to của mày. Đây. Cái ơi cây này to này cái. Xẹp rồi chuẩn. Chuẩn luôn. Ôi ơi. Bướm đâu? Đâu? Bướm đâu? Con bướm bị kiến. Ờ đúng rồi, con bướm này, con bướm bị kiến bị làm chết thịt à? Rồi à? Bị chết rồi, con này bị chết rồi. Tại sao? Chắc là nó bị hết chắc tuổi là ăn à? Cái này luôn. À chắc là kiến bâu và ăn thịt rồi. Ồ đúng rồi, kiến bâu và ăn này, thịt rồi. À, ừ nhỉ, đây hay đây là cái cánh của nó thôi Kem ạ. Đúng. Cái cánh của con này cùng một con. Đúng rồi. Không phải, đây là hai con rồi. Phải là hai con cái cầm cái cánh lắm. Rất đẹp cái cánh rồi. Bạn đi kiếm bầu. Đúng. Tí xem con kiến này. À rồi. Con kiến bầu. À rồi. Mà cải tìm được hoa chưa? Rồi nào, ở chỗ đấy nhá. To ha. Đây. Đâu? Đây này. Con ốc sen bấu trên cái cành này luôn. Sao này. To thế? Ừ nhở, con ốc sen này to. Các bạn nhìn thấy ốc sen nhiều lần. Bạn đã biết rồi, đây là con ốc sen bố. À ha, đúng rồi, ốc sen bố hả? Hai lắc kìa.
nó rơi xuống đi. Thôi kệ nó, để cho nó trên cây, nó đang kiếm ăn ở trên cây sao đấy. Tại sao? Cô nghĩ vậy. Đừng có sao mà nó cắn tay đấy. Nó không cắn được, thế nhưng mà nó đang ở trên cây thì đừng làm phiền nha các bạn. À, có biết là con ốc tre đang đi ngủ